Thưa quý vị và các bạn, khi mới thành lập ngành giáo dục và đào tạo huyện Sông Lô gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ quản lý giáo viên nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quan tâm đặc biệt của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, sở giáo dục và đào tạo, sự phối hợp của các cấp ngành địa phương cùng sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên và sự đồng thuận hưởng ứng từ nhân dân, ngành giáo dục và đào tạo huyện Sông Lô từng bước ổn định và phát triển. Chuyên mục giáo dục và đào tạo kỳ này mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Sông Lô nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi hoạt động của ngành giáo dục trong thời gian qua. Bây giờ là nội dung chuyên mục. Nhằm tạo sự gắn kết giữa gia đình, nhà trường và trang bị những kỹ năng sống cho học sinh, vừa qua trường tiểu học Đống Đa thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức ngày hội giáo viên chia sẻ, học sinh trải nghiệm, cha mẹ học sinh tư vấn. Ngày hội giáo viên chia sẻ, học sinh trải nghiệm, cha mẹ học sinh tư vấn được trường tiểu học Đống Đa tổ chức nhằm khuyến khích cha mẹ học sinh phối hợp với giáo viên và nhà trường trong việc động viên giúp đỡ học sinh học tập rèn luyện. Tại đây, các bậc phụ huynh được tham gia dự giờ các tiết giảng của con em mình, từ đó đưa ra những nhận xét đánh giá và đóng góp những ý kiến cho giáo viên, nhà trường có phương pháp dạy học cho phù hợp, hiệu quả hơn. Đồng thời, trực tiếp tham gia trải nghiệm những hoạt động của con em mình. Mỗi một năm nhà trường nên tổ chức một lần như thế này để cho các con được trải nghiệm các cái món ăn, và cái này là cái ngoại khóa rất là tích cực để cho các con biết được là cái kỹ năng sống, cái kiến thức xã hội cần phải biết rất là nhiều. Với sự hướng dẫn trực tiếp của cha mẹ, giáo viên, các em học sinh của nhà trường đã trực tiếp chế biến các món ăn như bánh trôi, bánh chưng, cắt tỉa trang trí hoa quả. Qua đó thể hiện sự sáng tạo mạnh dạn của học sinh. Hôm nay nhà trường chúng em làm trải nghiệm những nấu ăn của cha mẹ, và cha mẹ đã trực tiếp làm những đồ ăn rất ngon. Các bạn học sinh làm những đồ chơi dân gian rất thú vị. Em cảm thấy rất vui trong ngày hôm nay. Thông qua ngày hội, các em học sinh đã có thêm nhiều trải nghiệm khác nhau và tạo nên sự gắn kết hơn nữa giữa nhà trường và cha mẹ học sinh trong việc giáo dục các em, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017, trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, huyện Tam Dương đã tích cực chủ động tổ chức các phương án ôn luyện cho học sinh để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi. Năm học 2016-2017, trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo có 6 lớp khối 12 với tổng số 138 học sinh. Ngay từ đầu năm học, nhà trường tổ chức phân luồng cho học sinh bằng việc tổ chức 3 cuộc thi khảo sát với mục đích để học sinh lựa chọn phương án thi đại học hoặc học nghề sau tốt nghiệp trung học phổ thông. Bên cạnh đó, sau khi có quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2017, nhà trường đã chủ động các phương án ôn luyện cho học sinh khối 12. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức cho các em đăng ký theo sở trường của các em dựa trên năng lực và theo cái hướng dẫn và định hướng của giáo viên chủ nhiệm. Thứ hai là nhà trường đã tổ chức cho học sinh ôn tập theo đúng cái hướng dẫn và theo cấu trúc của đề thi minh họa. Nhà trường đã lựa chọn những giáo viên cốt cán có kinh nghiệm để xây dựng chương trình ôn luyện phù hợp với từng lớp, từng đối tượng học sinh, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và bám sát với bộ đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, nhà trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để nâng cao ý thức tự học, tự rèn luyện cho học sinh. Khi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy chế thi tuyển sinh mới, thì ban giám hiệu nhà trường cũng đã liên tục cập nhật các cái thông tin và từ đó tuyên truyền phổ biến đến giáo viên và các em học sinh. Và sau khi có quy chế thi chính thức, thì ban giám hiệu nhà trường cũng đã tiến hành tư vấn phối hợp với giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm cũng như phụ huynh học sinh để mà tư vấn và phân luồng học sinh theo đúng trình độ năng lực của học sinh, để từ đó mà chúng tôi có thể lên kế hoạch ôn tập cho học sinh ngay từ đầu năm học. Và trong cái quá trình đó thì chúng tôi cũng liên tục tiến hành khảo sát học sinh theo đề chung của sở, khảo sát theo đề của trường, và trên cơ sở cái kết quả khảo sát này mà chúng tôi có thể có những cái đánh giá điều chỉnh kịp thời giúp các em học sinh nắm được những cái kiến thức quan trọng nhất để bước vào kỳ thi tuyển sinh năm nay. Sau khi biết được cái quy chế thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 thì nhà trường cũng đã tổ chức ôn luyện cho chúng em ạ, tiến hành làm những bài khảo sát để cho chúng em biết được thực lực của chính bản thân mình ạ, để khi mà có thể ôn tốt nghiệp và thi đại học ạ.
Năm học 2015-2016, nhà trường có trên 99% học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Năm học này, nhà trường phấn đấu giữ vững thành tích trên và đảm bảo nâng cao chất lượng của từng bộ môn thi trung học phổ thông quốc gia. Đồng thời, tiếp tục định hướng phân luồng học sinh để các em có được lựa chọn tốt nhất sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Với nhiệm vụ trọng tâm là chất lượng giáo dục đại trà, ưu tiên đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, trong năm học 2016-2017, các trường tiểu học, trung học cơ sở và mầm non trên địa bàn huyện Sông Lô đã chủ động xây dựng kế hoạch dạy và học, thực hiện chương trình tổng thể về nâng cao chất lượng giảng dạy. Ngay từ đầu năm học, Phòng Giáo dục huyện đã chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học. Trong đó, chú trọng nâng cao công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, năng lực giảng dạy cho mỗi giáo viên nhằm nâng cao chất lượng mỗi giờ dạy. Đồng thời, đẩy mạnh quá trình chuẩn hóa đội ngũ giáo viên trên địa bàn toàn huyện. Việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, khai thác sử dụng có hiệu quả thiết bị, đồ dùng dạy học, tổ chức phụ đạo cho các đối tượng học sinh yếu kém được các trường thực hiện đồng bộ. Việc nâng cao chất lượng dạy và học luôn nhận được sự hưởng ứng của các cấp học và của toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh. Bước vào năm học 2016-2017, thì tập thể lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Sông Lô đã họp bàn và thống nhất là quyết tâm là duy trì chất lượng và nâng cao chất lượng giáo dục của huyện ở tất cả các cấp học, bậc học trong năm 2016-2017. Thì để đạt được cái mục đích này thì chúng tôi tập trung vào một số các giải pháp sau đây. Thứ nhất là chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc và ban hành các cái văn bản hướng dẫn các nhà trường một cách kịp thời thực hiện cái nhiệm vụ năm học do Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn. Thứ hai nữa là trong các cái công tác bồi dưỡng mũi nhọn học sinh giỏi thì chúng tôi đã ban hành các cái văn bản hướng dẫn tổ chức các kỳ thi giao lưu học sinh giỏi, giao lưu các cái sân chơi trí tuệ trên mạng Internet đến các nhà trường ngay từ đầu năm học, đồng thời yêu cầu các nhà trường thực hiện tốt cái việc là ôn tập, bồi dưỡng cho các cháu tham dự các kỳ thi này. Năm học 2016-2017, huyện Sông Lô có 17 trường mầm non, 19 trường tiểu học và 18 trường trung học cơ sở. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến lớp của từng bậc học đều đạt và tăng hơn năm học trước. Các trường mẫu giáo đã tổ chức thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng trẻ, phòng tránh tai nạn thương tích và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi ở trường. 100% trường mầm non đều tổ chức bán trú, cân đo và khám sức khỏe định kỳ cho trẻ. Kết thúc học kỳ 1 năm học 2016-2017, 100% trường mầm non trên địa bàn thực hiện nề nếp tốt, tỷ lệ bé chuyên cần đạt 98%, bé khỏe đạt 93,7%, bé ngoan đạt 100%. Ở bậc tiểu học, đánh giá theo thông tư 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ở môn tiếng Việt có 97% học sinh hoàn thành tốt và hoàn thành môn học. Ở môn toán có trên 97% học sinh hoàn thành tốt và hoàn thành môn học. Bậc trung học cơ sở, các trường học trên địa bàn thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp dạy và học, gắn trách nhiệm của cá nhân học sinh với tập thể lớp để rèn luyện tinh thần đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ. Trong học kỳ 1 vừa qua, số học sinh trung học cơ sở xếp loại học lực trung bình trở lên đạt gần 90%. Trong đó, khá giỏi chiếm 45,8%, trên 95% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá tốt. Năm học 2016-2017 thì đã đi được nửa chặng đường, đó là đã kết thúc học kỳ 1. Trong học kỳ 1 vừa qua thì được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo địa phương thì nhà trường cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đầu năm học đề ra. Ngay từ đầu năm học thì nhà trường cũng đã chỉ đạo các bộ phận, các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục toàn diện một cách rất là cụ thể, chi tiết và có tính khả quan. Chính vì vậy mà cái kết quả đạt được của học kỳ 1 vừa qua là cũng tương đối khả quan. Cụ thể là cái chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường theo cái đổi mới đánh giá học sinh tiểu học thông tư 22 ấy, thì cái tỷ lệ các em hoàn thành và hoàn thành tốt ở các môn học và hoạt động giáo dục là tương đối cao, nó xấp xỉ khoảng 97-98%, và cái tỷ lệ mà các em đạt được cái mức tốt và mức đạt của các năng lực phẩm chất đối với học sinh tiểu học thì cũng tương đối cao, khoảng 98-99%.
Là trường điểm chất lượng cao của huyện, Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Sông Lô luôn tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên học tập, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn. Bên cạnh đó, khuyến khích các nhóm, tổ chuyên môn hoạt động có hiệu quả, tích cực chủ động dự giờ, thăm lớp, trao đổi kinh nghiệm về phương pháp dạy học. Nhà trường xác định công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần đào tạo nhân tài cho quê hương. Cán bộ, giáo viên nhà trường tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch tổng hợp với những giải pháp thiết thực, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tận tâm, tận lực để nâng cao kiến thức cho học sinh. Để nâng cao chất lượng dạy và học thì ngay từ đầu năm, nhà trường đã triển khai và thực hiện một số cái giải pháp cụ thể như sau. Một là coi trọng công tác đảng, lấy giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức làm lối sống, căn bản, cốt lõi, triển khai các cuộc vận động lớn của đảng, của nhà nước, của ngành tới 100% đảng viên, cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường, nêu cao nhận thức của đội ngũ về vai trò trách nhiệm trước tập thể, trước công việc, trước sứ mệnh lịch sử của nhà trường, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình để ngày càng hoàn thiện mình và đáp ứng yêu cầu công việc. Hai là ban giám hiệu xây dựng kế hoạch chỉ đạo một cách chi tiết, chú trọng đến tính khả thi và phù hợp với điều kiện cho phép của nhà trường. Kế hoạch được xây dựng sau đó đưa ra bàn bạc, lấy ý kiến tập thể trước khi thực hiện. Ba là đẩy mạnh công tác quản lý trường học thông qua việc xây dựng hệ thống quy chế chi tiêu, quy chế nội bộ đúng với quy định của pháp luật, vừa phù hợp với nhiệm vụ của nhà trường. Để tiếp tục khẳng định uy tín của nhà trường với các bậc phụ huynh trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổng hợp, trong đó xác định rõ muốn có trò giỏi thì phải có thầy giỏi. Trên tinh thần đó, nhà trường chọn lựa giáo viên có năng lực chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao, đảm nhận công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Là một trường đặc thù của huyện, là trường chất lượng cao, nên là công tác giảng dạy bồi dưỡng cho học sinh đại trà cũng như là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi thì được nhà trường quan tâm chú trọng hàng đầu để cho các em tiếp thu kiến thức bài một cách tốt nhất. Thì với bản thân tôi cũng như là các thầy cô giáo ở trong hội đồng sư phạm đều cố gắng tích lũy tri thức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ qua sách báo, qua mạng và đặc biệt là tìm hỏi những cuốn sách phục vụ về chuyên môn để từ đó lọc kiến thức và dạy học sinh theo chuyên đề. Thông qua chuyên đề để chúng tôi củng cố kiến thức cho học sinh, những kiến thức một cách có hệ thống. Nhờ sự quan tâm sát sao của ban giám hiệu và giáo viên, kết thúc học kỳ 1, chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn của nhà trường tiếp tục được nâng cao, với trên 96% tỷ lệ học sinh đạt học lực khá giỏi và có 204 giải học sinh giỏi cấp huyện. Trong đó có 30 giải nhất, 68 giải nhì, 67 giải ba. 4 giải kỳ thi toán quốc tế giữa các thành phố lần thứ 38, trong đó có 1 giải vàng, 1 giải bạc và 2 giải đồng. Để có được một kết quả học tập tốt thì trên lớp em đã rất chú ý nghe giảng. Khi nghe thầy cô giảng bài thì em vừa nghe vừa chú ý phân tích tư duy để hiểu bài rõ hơn. Khi về nhà thì em dùng kiến thức đấy vận dụng vào những cái thường ngày học đi đôi với hành, như thế sẽ nhớ được tốt hơn. Với các giải pháp, biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, tin rằng ngành giáo dục huyện Sông Lô sẽ đạt nhiều kết quả trong năm học 2016-2017. Chuyên mục giáo dục và đào tạo kỳ này đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.